long. Ça, ça fait mal à papa, hein. Arrête. Mais là, on écoute. Hein? Regarde comment il est maintenant. Hein? Bah oui, on peut plus bouger. Hein? Noisy, Gonia. Noisy. Noisy. Qu'est-ce qu'on dit à papa? Ok. Mais tu nghe rõ? Xin lỗi chưa? Gì nữa? Mẹ chưa nghe thấy. Gì? Thế còn gì nữa? Mẹ chưa nghe rõ. Mẹ không nghe thấy, con giấu mặt đi, mẹ không nghe thấy. Nói rõ nữa. Gì nữa? Bác Đông còn cái gì nữa? Nó quay đi thế mẹ không nhìn thấy. Xin lỗi chưa? Sorry chưa? À, nhưng mà quay mặt đi mẹ không nhìn thấy. Quay mặt lại. Việt Long quay mặt lại. Việt Long quay mặt lại. Sorry papa quay mặt lại. Phải nhìn papa. Nhìn ba. Est-ce que papa a pardonné à Việt Long? Hein? Alors, il est gentil, papa, maintenant? Oui, c'est vrai. Donc, fais la bise à papa. Merci à toi. Hai bên. Bên kia nữa. Ok. Il est gentil, papa. Hein?